Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phan Văn Mạnh. Rất vui được gặp lại các bạn ở video số 05 của chuỗi CG các video về môn học AutoCAD 2007. Và trong video số 05 này thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một số các lệnh sau đây. Đầu tiên là lệnh vẽ hình chữ nhật Jack Tang và cái tên viết tắt của lệnh là REC. Để vẽ đa giác đều chúng ta dùng lệnh Polygon và tên viết tắt của lệnh là POL đa giác đều đấy chính là hình vuông, hình ngũ giác, hình lục giác vân vân. Để vẽ hình elip ấy thì chúng ta dùng cái lệnh là ellipse và tên viết tắt của lệnh là L. Và để vẽ các đường cong bậc bao, các đường cong bậc cao ấy thì chúng ta dùng lệnh spline và ký hiệu của lệnh là SP. Và lệnh cuối cùng là tôi sẽ giới thiệu các bạn cách vẽ cái hình vành khăn. Chúng ta sẽ dùng lệnh donut và tên viết tắt của lệnh là do thì trước khi vào video môn học ấy thì các bạn hãy download các cái file bài tập cũng như là các cái file tài liệu có liên quan mà tôi đã dán xuống ở trong cái phần mô tả của cái video này thì các bạn sẽ download cái phần bài tập đấy để chúng ta có thể thực hành ngay luôn ở trong cái video này và thực hành ngay tại nhà chúng ta cũng download cái bài giảng mà tôi đang trình chiếu ở trên video này để các bạn có thể tự đọc thêm hoặc là bạn nào mà cảm thấy chỗ nào còn chưa hiểu thì các bạn có thể xem lại cái phần slide đấy. Đây là những cái slide mà tôi đã chuẩn bị hết sức là chu đáo và tỉ mỉ để các bạn có thể học tốt. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với cái lệnh là vẽ hình chữ nhật. Lệnh RECTANG. Thế thì cũng giống như các cái lệnh khác ấy. Thì để thực hiện cái lệnh rectangle ấy thì chúng ta cũng có thể thực hiện trong ba cách như thế này. Chúng ta hãy gõ tên lệnh vào cái dòng nhắc lệnh này. thì các bạn có thể gõ chữ rec và nhấn phím enter. Cách thứ hai là các bạn kích chuột vào cái thanh công cụ ở trên draw. Thì đây là cái thanh công cụ mà chúng ta dùng để vẽ hình chữ nhật. Rectangle và cách thứ ba là các bạn vào draw và chọn cái chức năng là tăng Thì khi mà các bạn thực hiện lệnh ấy, thì màn hiện lệnh ấy thì sẽ hiển thị cho chúng ta như thế này. Và trong cái video số 02 thì tôi đã nói rất kỹ về cấu trúc chung của một lệnh đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có specify first corner point chính là lệnh con 1. Chamfer là lệnh con 2. Elevation là lệnh con 3. Fillet là lệnh con 4. Thickness là lệnh con 5. Và width là lệnh con 6. Thế thì để thực hiện cái lệnh con 1 đấy thì chúng ta làm theo hướng dẫn của máy. Còn để thực hiện các lệnh từ con 2 cho đến con 6 ấy thì chúng ta sẽ nhấn cái chữ cái đầu tiên của tên lệnh và tiếp tục làm theo hướng dẫn của máy, đúng không ạ? Thế để giải thích kỹ cái lệnh này ấy thì đầu tiên ấy thì tôi sẽ sử dụng cái lệnh con 1. Để thực hiện cái con 1 đấy thì các bạn hãy nhập tọa độ hoặc là các bạn kích chuột trên màn hình để xác định cái góc đầu tiên của hình chữ nhật. Hoặc là các bạn nhập tọa độ của nó nếu biết được trước tọa độ hoặc là các bạn kích chuột bất kỳ được chưa sau đấy màn hình màn hình của AutoCAD ấy, lại hiển thị một cái dòng thông tin lệnh cho chúng ta như thế này lại có bốn lệnh con lại có bốn lệnh con thì tôi sẽ thực hiện cái lệnh con đầu tiên ở cái dòng lệnh thứ hai đấy là các bạn hãy chỉ ra cái góc còn lại của cái hình chữ nhật thế thì cái góc còn lại đấy các bạn có thể kích chuột ở một cái vị trí bất kỳ mà các bạn mong muốn hoặc là các bạn hãy sử dụng các cái hệ trục tọa độ để xác định cái vị trí của một điểm. Ví dụ như là nếu các bạn biết tọa độ của nó thì các bạn nhập là 40,50 thì nó sẽ cái đỉnh đấy nó chính là có tọa độ là 40 50. Thế còn giả sử mà các bạn mà muốn vẽ một cái hình vuông có cái kích thước là 50 50 chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng là hệ trục tọa độ để các tương đối. Thế thì cái vị trí của cái điểm ở phía dưới này thì nó có cái tọa độ so với cái điểm cái góc ở phía trên đấy chính là bằng 50 và trừ 50 đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nhập là A còng 50, phẩy, trừ 50 và Enter. Đấy. Thế thì cái hình chữ nhật nó sẽ, hình vuông nó sẽ vẽ chúng ta như thế này. Thế cái đỉnh ở phía dưới này sẽ có tọa độ so với cái đỉnh ở phía bên trên này chính là bằng 50 và chữ -50. Tiếp tục, bây giờ tôi lại vẽ thêm một cái hình chữ nhật nữa. Chúng ta vẫn đang dừng lại ở cái giải thích của cái lệnh con đầu tiên. Thế thì cái dòng lệnh thứ hai ấy, bây giờ tôi sẽ không thực hiện cái lệnh con thứ nhất nữa mà các bạn hãy để ý một số cái lệnh con tiếp theo như lệnh con 2. Area này là xác định cái hình chữ nhật bằng cách là đặt trước cái diện tích của nó thế còn cái dimension này thì sẽ xác định hình chữ nhật bằng cách là chúng ta sẽ nhập các kích thước chiều rộng chiều dài của nó còn rotation này là cái góc quay thế thì tôi sẽ giải thích kỹ về array và area và dimension ở area ấy thì các bạn hãy nhấn chữ a và nhấn phím enter được chưa ạ thì máy yêu cầu các bạn là hãy nhập diện tích của cái hình chữ nhật đấy giả sử như tôi nhập là 200 chẳng hạn sau đấy tôi nhấn enter thì sau khi nhập 200 xong ấy thì máy sẽ yêu cầu các bạn là hãy chọn cái chiều dài hoặc là cái độ rộng để chúng ta xác định cái độ lớn của nó thì theo mặc định của máy là chiều dài trước thì chúng ta chỉ cần kích chuột vào cái vị trí này hoặc các bạn nhấn enter luôn cũng được thì đặt cái chiều dài của nó là bằng Giả sử tôi đặt là 20 chẳng hạn. Thế thì sau khi mà tôi nhấn 20 ấy thì ta suy ra được cái chiều rộng của nó là bằng diện tích mà chia cho chiều dài đúng không? Chính là bằng 200 mà chia cho 20 là bằng 10. Sau đó các bạn nhấn Enter thì xem có được ra cái hình chữ nhật có cái chiều dài là bằng 20 và chiều rộng bằng 10 không nhé? Đây ạ. Thế theo mặc định của máy ấy thì chiều dài của cái hình chữ nhật này chính là cái chiều dài theo cái phương của trục x Thế còn chiều rộng của cái hình chữ nhật đấy là kích thước mà theo phương của trục y. Thế tôi sẽ đo lại cho các bạn xem. Cái chiều dài chúng ta nhập vào chính là bằng 20. Cái diện tích trước đấy chúng ta nhập vào là bằng 200. Và chúng ta sẽ được một cái hình chữ nhật và có cái cạnh là cái chiều rộng còn lại là bằng 10. Tôi tiếp tục vẽ một cái hình chữ nhật nữa để giải thích cho cái lệnh này. Đầu tiên là chúng ta hãy kích chuột để xác định một cái đỉnh đầu tiên. Thế còn cái chức năng thứ hai là chức năng dimension đấy. Khi chúng ta chọn chức năng này thì chúng ta sẽ phải nhập các cái kích thước chiều rộng và chiều dài trực tiếp luôn. Các bạn có thêm chữ D, nhấn phím Enter để chuyển sang cái chế độ này. Thì đầu tiên là máy yêu cầu là hãy nhập chiều dài thì tôi nhập là bằng 20 chẳng hạn ấn enter sau đó máy yêu cầu là hãy nhập chiều rộng thì tôi sẽ nhập là 10 bởi vì là lệnh mặc nhiên hiện tại đang là 10 ấy thì các bạn có thể nhấn enter luôn cũng được đấy ạ thì sau khi mà tôi đã có được kích thước của cái hình chữ nhật là chiều rộng và chiều dài rồi ấy thì nó sẽ máy sẽ hiển thị cho chúng ta có thể là bốn cái hình chữ nhật theo các cái hướng khác nhau hai cái hình chữ nhật ở phía bên trên và hai cái hình chữ nhật ở phía bên dưới. Thì chúng ta sẽ kích chuột thêm một lần nữa để xác định cái vị trí của nó. Là tôi kích chuột. Thì đấy tôi cũng được một cái hình chữ nhật mà có cái chiều dài là bằng 20. Sau tôi nhập vào và cái chiều rộng cũng bằng 20. Và chiều rộng là bằng 10. Là cũng là sau tôi nhập vào. Thì đấy là cái lệnh con thứ nhất. Trong cái dòng thứ nhất của cái lệnh check Tang Bây giờ tôi sẽ giải thích về các lệnh con Tiếp theo Đây là lệnh con thứ nhất Chúng ta đã thực hiện được rồi đúng không ạ Để các, thực hiện các lệnh con Chamfer Elevation, Finet, Thickness và win Thì Chamfer ấy Thì sẽ vẽ cho chúng ta Cái hình chữ nhật Mà đã được vát Các cái mép Và các cái mép vát này thì chúng ta sẽ đặt Cái kích thước vát cho nó Cái fillet ấy là vẽ chúng ta cái hình chữ nhật mà các đỉnh của nó đã được bo tròn cái bán kính bo tròn cũng do chúng ta được vào cái wilt này wilt là sẽ vẽ chúng ta hình chữ nhật mà có cái chiều dày của cái nét vẽ do chúng ta tự đặt thế còn hai chế độ elevation và thickness là hai chế độ mà dùng ở trong cái trường hợp là vẽ vật thể 3D trong cái môi trường vẽ 3D ấy thì tôi sẽ không nói rõ cũng như là không giải thích ở cái video này. Đầu tiên ấy, thì tôi đi cái lệnh con thứ hai trước là lệnh chamfer để thực hiện nó thì các bạn gọi chữ C và ấn Enter. Được chưa ạ? Bây giờ máy sẽ yêu cầu các bạn là hãy chỉ ra cái bán kính vát mép đầu tiên. Giả sử như tôi chỉ bán kính vát mắt đầu tiên là bằng 3 chẳng hạn. Sau đó tôi nhấn Enter. Thứ hai là nó sẽ chỉ ra máy yêu cầu là hãy chỉ ra bán kính vắt mép thứ hai xin lỗi là cái khoảng cách vắt mép thứ hai giả sử như tôi chỉ là 6 chẳng hạn enter thì sau đấy ấy, thì máy lại quay trở về cái màn hình như từ lúc đầu chúng ta lại xác định một cái hình chữ nhật giả sử như thế này chẳng hạn thì các bạn để ý nhé lúc nãy là chúng ta đã nhập cái bán kính xin lỗi là khoảng cách phép mắt đầu tiên là bằng 3 và khoảng cách vắt mép thứ hai là bằng 6 thế thì đây các bạn để ý là cái khoảng cách phát mép đầu tiên theo cái phương của trục y ấy thì bằng 3. Sau đấy, theo cái phương của trục x là bằng 6. Đây tôi sẽ đo cho các bạn để các bạn có thể dễ hình dung. Đây là cái khoảng cách vết mắt đầu tiên là bằng 3 và khoảng cách vắt mép thứ hai là bằng 6. Tiếp theo, cái đỉnh này ấy thì đây là khoảng cách vắt mép đầu tiên là bằng 3 và khoảng cách phát mép thứ hai là bằng 6. Cũng tương tự như vậy, theo thứ tự lần lượt các cái đỉnh thì chúng sẽ được phát mép theo thứ tự là cạnh này là bằng 3, sau đấy sang cạnh khác là bằng 6. Tiếp theo, ở cái lệnh là lệnh con thứ tư là fillet ấy thì sẽ vẽ cho chúng ta cái hình chữ nhật mà các cái đỉnh của nó ấy thì được ba tròn với một cái bán kính do chúng ta nhập vào. Để thực hiện cái này ấy, thì đầu tiên chúng ta gõ thêm chữ F và ấn Enter. Sau đấy các bạn sẽ phải nhập bán kính để bo tròn. Bán kính ở đây tôi nhập là bằng 5 chẳng hạn. Các bạn gõ chữ 5 và ấn Enter. Thì sau đấy thì các bạn vẽ hình chữ nhật giống như các cái lệnh mà trước đây tôi vừa giới thiệu. Đấy, giả sử tôi vẽ được hình chữ nhật như thế này. Chưa? Thế thì cái hình chữ nhật được vẽ ra ấy thì các cái đỉnh của nó tự động được vắt mép với một cái bán kính là bằng 5. Tất cả các cái đỉnh đều được vắt mép với một cái bán kính là bằng 5. Như thế này. Tiếp tục. Cái lệnh con cuối cùng, lệnh con cuối cùng là Will Cái gì? Khi chúng ta dùng cái chức năng này ấy là chúng ta đặt cái độ dày cho so cái nét vẽ của hình chữ nhật đặt độ dày cho nó vẽ của hình chữ nhật. Để thực hiện nó ấy, thì các bạn nhấn chữ vô đúc và enter. Theo mặc định của máy ấy, chiều dài đang là 0. Đây đúng ạ, à, đây là tất vở các cái nét, các cái đường nét của cạnh của hình chữ nhật là có cái độ dày của nét là bằng 0. Thế thì để thay đổi nó thì các bạn đập vào thôi. Giả sử tôi cho nó dày bằng 5 chẳng hạn, các bạn nhập 5 ấn enter. Sau đấy các bạn vẽ hình chữ nhật Thì các cạnh của nó ấy, thì nó có chiều dài là bằng 5 mm. Cạnh của nó có chiều dài bằng 5 mm. Vì trước đó chúng ta đã vẽ một cái hình chữ nhật đã được bo tròn với fillet R bằng 5, cho nên là máy nó vẫn lưu theo kết quả cũ. Theo kết quả cũ là vẫn được bo tròn bán kính R bằng 5. Thế còn nếu các bạn mà muốn quay trở về một cái hình chữ nhật mà không vắt mép và không có độ dày của các cạnh ấy thì các bạn lại phải cài đặt ban đầu để bật lại từ đầu. Ở đây là khi chúng ta đang thực hiện lệnh ấy, thì máy nó đưa ra một cái thông tin là fillet bằng 5 và view bằng 5. Tức là trước đó chúng ta đã dùng cái Bó uh, bo tròn là bằng 5 và cái chiều dày của nét vẽ cũng là bằng 5. Và máy nó vẫn lưu cho cái bước thực hiện lệnh tiếp theo. Thế để thay đổi nó, tức là chúng ta cho fillet bằng 0 và view bằng 0 đúng không? Thì chúng ta làm tuần tự. Chúng ta nhấn chữ F và Enter thay đổi cái giá trị không enter gõ chữ vdup ấn enter thay đổi cái giá trị của cái chiều dài bằng không ấn enter và sau đấy chúng ta tiến hành vẽ bình thường và sau đấy chúng ta tiến hành vẽ bình thường ở trong cái lệnh giác tăng ấy thì có hai chức năng chamfer và fillet dùng để bắt cạnh và fillet là dùng để bo tròn một cái đỉnh thế thì thực ra chúng ta cũng có hai cái lệnh riêng biệt là cái lệnh chamfer và một cái lệnh nữa là lệnh fillet dùng để chuyên bo các cái đa giác các cái đa giác thế thì khi mà để bo các cái đa giác ấy, thì chúng ta nên dùng hai cái lệnh chamfer và lệnh fillet riêng biệt mà sau này các video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu chứ còn uh, cũng không cần thiết là chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã đã phải bo ngay từ đầu và nếu mà bo ngay từ đầu ấy thì cái công cụ lệnh là khá là phức tạp và các bạn có thể là mất thời gian hơn so với việc là chúng ta vẽ đa giác trước sau đấy chúng ta dùng lệnh thêm lệnh chamfer dùng thêm lệnh fillet riêng biệt để chúng ta tạo hình cho nó thế còn cái lệnh jack tang này ấy thì chúng ta dùng nhiều hơn đấy là chúng ta vẽ hình chữ nhật hoặc vẽ hình vuông mà khi biết trước một cái cạnh biết trước kích thước của các cái cạnh Ví dụ để vẽ một cái hình chữ nhật có kích thước hai cạnh là bằng 40 và 80 ấy thì đầu tiên các bạn hãy kích chuột vào cái biểu tượng để thực hiện cái lệnh rác tang. Tôi sẽ kích chuột để xác định cái vị trí của cái đỉnh hình chữ nhật ở phía dưới cùng bên trái chính là cái cái góc này đúng không ạ? Tôi kích chuột. Thế để xác định cái cái đỉnh đối diện thứ hai ấy thì các bạn hãy sử dụng cái hệ trục tọa độ đề các đúng không ạ? Thì cái cái đỉnh này này có tọa độ so với cái đỉnh trước đó là bằng 40, 80, đúng không? Thì các bạn hãy nhập là A còng 40,80, Enter. Hệ trục tọa độ đề các tuyệt đối thì chúng ta đã được học ở video số 02 rồi, tôi không nhắc lại nữa. Thế để chúng ta đỡ mất thời gian, chúng ta gọi chữ A còng ấy, thì chúng ta hãy thay đổi cái mặc định của máy. Hiện tại lại mặc định của máy là theo chế độ là mặc định là hệ trục tọa độ tuyệt đối. Tức là khi chúng ta muốn sử dụng cái chuyển sang là dùng hệ trục tọa độ tương đối thì các bạn phải gọi thêm chữ A còng. Và trong hệ trục tọa độ đề các tương đối cũng như là hệ tọa độ cực tương đối thì các bạn đều phải gọi thêm chữ A còng ở phía trước. Thế để tránh cái việc là mất thời gian khi chúng ta gọi chữ A còng ấy thì chúng ta sẽ chuyển cái mặc định của máy sang là dùng cái hệ tọa độ là tương đối. Thì các bạn hãy chỉ con chuột đến vị trí của DIN. Các bạn nhấn chuột phải và sau đó chạy Settings. Ở trong cái mục uh, Enable Pointer Input e các bạn cũng nhấn Settings vào đây. Thế thì theo cái mặc định của máy ấy, là chúng ta đang dùng hệ trục tọa độ là tuyệt đối. Thì chúng ta hãy chuyển sang là hệ trục tọa độ là tương đối. Nhấn OK. OK. Thì mỗi lần chúng ta vẽ thì chúng ta không cần phải sử dụng cái dấu A còng trong trường hợp là dùng cái hệ tọa độ là tương đối nữa. À, ví dụ, tôi vẽ lại cái hình này. Tôi kích chuột vào cái biểu tượng của lệnh nhắc tang. Kích chuột tại vị trí ở phía trên này chẳng hạn. Để là cái đỉnh thứ nhất. Thì cái đỉnh thứ hai này ấy. theo như ban đầu ấy, thì chúng ta phải nhập là A còng 40, trừ 80 đúng không? Bởi vì chúng ta đã chuyển sang là hệ tọa độ tương đối rồi. Cho nên chúng ta bỏ đi chữ A còng và chúng ta chỉ cần nhập là 40, phải, trừ 80 và nhấn enter để vẽ một cái đường thẳng mà dùng cái hệ cực tọa độ tương đối cũng thế thì trước đây ấy là các bạn sẽ phải nhập thêm chữ a còng sau đó là chiều dài và nhỏ hơn góc đúng không? thì bây giờ chúng ta không cần phải nhập chữ a còng nữa chúng ta chỉ cần nhập chiều dài và nhỏ hơn góc nữa thôi ví dụ như để vẽ một cái đường thẳng có cái chiều dài là bằng 80 và hợp với cái phương nằm ngang một góc là bằng 32 độ chẳng hạn. Thì tôi chỉ cần nhập luôn là 80 và nhỏ hơn 32. Enter. Ấn ESC để kết thúc lệnh. Thì đấy là một cái mẹo mà chúng ta có thể tăng tốc được cái quá trình vẽ bằng cách là bỏ đi cái chữ A còng ở phía trước của các cái cấu trúc chung của các cái lệnh. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn về lệnh vẽ đa giác đều polygon. Để vẽ một cái đa giác đều ví dụ giống như là tam giác đều, hình vuông, ngũ giác đều, lục giác đều vân vân ấy thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh này. Và các bạn có thể dùng cái tên viết tắt của lệnh là POL. cũng giống như các lệnh khác ấy thì chúng ta có thể có một số cách để thực hiện lệnh như thế này. Đầu tiên là chúng ta gõ trực tiếp tên lệnh vào cái dòng nhắc lệnh. Các bạn gõ luôn cái chữ là polygon hoặc là các bạn có tên viết tắt của lệnh là bol sau đó nhấn phím enter cách thứ hai là các bạn kích chuột vào cái biểu tượng này ở trên thanh công cụ đây là cái biểu tượng của lệnh polygon và cách thứ ba là chúng ta sử dụng menu dọc các bạn vào draw và chọn chức năng là polygon thế thì dù chúng ta thực hiện cách nào ấy thì ở cái màn hình về thông tin về lệnh ấy thì cũng hiển thị ra như thế này ở trong đó cái polygon này chính là tuyến lệnh còn Enter Number of Size có nghĩa là nhập cái số cạnh của đa giác đều. Nhập số cạnh của đa giác đều là lệnh con 1. Và cái năm này là lệnh con 2. Thế thì nếu mà chúng ta muốn vẽ cái ngũ giác ấy, ngũ giác đều ấy, thì chúng ta nhấn Enter luôn để thực hiện lệnh mặc nhiên. Còn nếu chúng ta không muốn vẽ ngũ giác đều mà vẽ với cái số cạnh khác ấy, thì chúng ta nhập cái số cạnh mà chúng ta mong muốn cho cái hình ngũ giác đấy, cho cái hình đa giác đấy trường hợp thứ nhất là tôi muốn à, vẽ cái hình ngũ giác đều thì tôi thực hiện cái lệnh mặc nhiên tôi nhấn enter thế thì lúc này có hai lựa chọn ở màn hình thông tin lệnh cái lựa chọn đầu tiên là lệnh con một có nghĩa là xác định cái tâm của cái ngũ giác đấy và cái lựa chọn thứ hai là lựa chọn e thì tôi sẽ giải thích cái lựa chọn thứ hai ở một cái ví dụ khác đầu tiên đấy là hãy chọn tâm của polygon. Thì tôi sẽ bắt cái tâm của polygon trùng với cái tâm của cái hình tròn ở trên màn hình. Lúc này ở trên cái màn hình lệnh ấy có hai cái lựa chọn mà chúng ta có thể thực hiện. Cái lựa chọn đầu tiên đấy là hãy vẽ cái ngũ giác đều này nội tiếp bên trong hình tròn. Giống như Cái hình vẽ ở phía trên này, chúng ta có thể vẽ được một ngũ giác đều nội tiếp bên trong là cái hình tròn. Còn cái lựa chọn thứ hai ấy là vẽ một cái ngũ giác đều ngoại tiếp cái hình tròn ngoại tiếp cái hình tròn thế để thực hiện cái chức năng nào ấy, thì các bạn có thể nhấn chữ cái đầu tiên của chức năng đấy đó là chữ y hoặc chữ c nhấn enter hoặc là các bạn kích chuột chuột luôn vào chức năng đấy Tôi kích chuột luôn vào cái chức năng đầu tiên là vẽ nội tiếp về bên trong hình tròn đây là tôi có hai hình tròn tôi đã vẽ trước để minh họa cho các bạn xem thế thì Uh, bình thường ấy các bạn không chỉ không cần phải vẽ hình tròn trước cũng được Bây giờ các bạn hãy Nhấm chuột kích chuột ở trên màn hình để định cái vị trí của cái đỉnh nó thuộc cái hình tròn hoặc nếu mà các bạn biết bán kính của hình tròn rồi thì các bạn nhập luôn bán kính của nó ở trong cái hình vẽ này tôi biết bán kính của cái hình tròn là bằng 35 Thế thì tôi sẽ nhập 35 và nhấn enter như vậy là tôi đã vẽ được cái Ngụ giác đều nội tiếp bên trong được cái hình tròn này cái trường hợp thứ hai ấy cái trường hợp thứ hai tôi cũng xác định là cái ngũ giác đều đấy có cái tâm trùng với cái tâm của hình tròn này và chế độ thứ hai mà chúng ta có thể lựa chọn là vẽ cái ngũ giác nó ngoại tiếp bên trong của hình tròn ngoại tiếp bên trong của hình tròn thì các bạn sẽ kích chuột vào đây luôn các bạn có thể à, kích chuột một lần nữa để xác định cái vị trí của cái ngũ giác đấy bằng cách là bắt vào các điểm tự động. Hoặc cách thứ hai là các bạn nhập cái bán kính của cái hình tròn. Nếu các bạn biết được bán kính của hình tròn, tôi sẽ nhập bằng 35 và ấn Enter. Thế cái trường hợp thứ hai này tôi đã vẽ được cái ngũ giác đều. Ngoại tiếp bên trong cái hình tròn có bán kính là bằng 35. Đây là hình 3.3 ở trong cái bài tập. Tôi sẽ vẽ cái hình này sử dụng cái lệnh polygon. Đầu tiên là các bạn kích chuột vào cái biểu tượng polygon. Nhập số cạnh của polygon. Thì tôi đã nhấn enter luôn để thực hiện cái lệnh mặc nhiên là vẽ ngũ giác đều. Sau đấy chọn tâm của cái ngũ giác đều này thì tôi kích chuột vào một cái vị trí bất kỳ ở trên màn hình. Bây giờ tôi có hai lựa chọn là vẽ cái ngũ giác đều nội tiếp hoặc là ngoại tiếp cái hình tròn. Thì các bạn để ý là chúng ta mà có một cái hình ngũ giác đều và có một kích thước đây là 120. Thì chứng tỏ là cái ngũ giác đều này nó sẽ ngoại tiếp một cái hình tròn có đường kính bằng 120 đúng không? Thì tôi sẽ chọn cái chế độ thứ hai. Thì lúc này ấy thì tôi sẽ đặt cái vị trí của cái đường thẳng Giò nằm ngang và tôi sẽ nhập cái bán kính của cái hình tròn đấy tôi nhập đây là bằng 60 và ấn enter như vậy là tôi đã vẽ được cái ngũ giác đều to nhất đúng không sau đó tôi sẽ vẽ cái hình tròn thứ hai ở bên trong có cái đường kính là bằng 60 để tôi kích chuột vào cái biểu tượng circle thế thì để chọn được cái tâm của cái hình tròn, cái tâm của cái hình tròn đấy nó chính là tâm của ngũ giác đều luôn đúng không? Nên tôi có thể bắt điểm và dò để xác định được cái tâm của nó. Và cái dụ, ví dụ mà để dò cái này ấy thì tôi đã làm cho các bạn ở cái video số 3 rồi đúng không? Tôi không nhắc lại nữa. Tôi sẽ bắt điểm để dò cái tâm đấy. Sau đó tôi nhập cái bán kính của cái hình tròn là 30 enter. Cái ngũ giác ở phía bên trong ấy thì chúng ta dễ dàng vẽ rồi đúng không? Hoàn toàn tương tự. Cũng số cạnh là bằng 5. Tâm của nó chính là tâm của cái hình tròn này. Và ở đây chúng ta sẽ chọn chế độ là nội tiếp. Cái ngũ giác đấy nó nội tiếp cái hình tròn có bán kính bằng 30. Tôi sẽ bắt điểm vào cái vị trí trước cùng này. Rồi ạ. Thế để vẽ một cái chuỗi gồm có 8 cái lỗ phi 12 này ấy. Thì đầu tiên ấy, chúng ta nên vẽ một cái hình tròn Có cái đường kính phi 90 trước đã Đây là cái đường tròn này Sau đó chúng ta vẽ một cái đa giác đều có 8 cạnh bằng nhau Thì các cái đỉnh của đa giác đều xác định các cái tâm của các cái lỗ ở trên hình vẽ đúng không ạ Đầu tiên tôi sẽ thực hiện cái lệnh circle và có bán kính là bằng 45. ấn enter. Sau đó vẽ một cái ngũ giác. À, xin lỗi các bạn vẽ một cái bát giác. cái số cạnh bằng 8 tôi nhập số 8 vào. ấn enter. tâm của nó chính là tâm của cái hình tròn. và cái bát giác này, bát giác đều này, nó nội tiếp cái hình tròn mà vừa mới vẽ. và tôi sẽ bắt cái đỉnh vào đây. Thì nhiệm vụ còn lại là các bạn sẽ phải vẽ các cái hình tròn con có bán kính là bằng 6 đúng không? 6 enter. Các bạn nhấn enter để tiếp tục thực hiện cái lệnh hình tròn. Và sau đó sử dụng cái lệnh mặc nhiên bằng 6 để vẽ các cái lỗ phi 12. như vậy là tôi đã kết thúc cái việc là vẽ cái hình 3.3 bằng hai cái lệnh là sử dụng cái lệnh polygon để vẽ các cái đa giác đều và sử dụng cái lệnh circle để vẽ hình tròn. Và trong trường hợp mà chúng ta không biết được cái bán kính của cái đường tròn nội tiếp hoặc ngoại tiếp cái đa giác đều đấy, mà chúng ta lại biết được cái một cạnh của cái đa giác đều ấy, thì chúng ta lại sử dụng cái lệnh con là arc ở trong lệnh polygon. Thế thì các bạn cũng làm tương tự. Đầu tiên là chúng ta hãy nhập cái số cạnh của cái đa giác đều này. Trong trường hợp tôi muốn vẽ cái hình 1.8 này ấy. Cái 1.8 là một cái ngũ giác đều. Thì tôi sẽ nhập là 5 và ấn Enter. 5 là ấn Enter. Đây lúc này có hai cái lựa chọn. lệnh con thứ nhất là hãy chọn tâm của Polygon. Hoặc lựa chọn thứ hai là xác định ẹc, tức là xác định cạnh của nó thế chúng ta sẽ chuyển sang chế độ là xác định cạnh. Các bạn nhấn thêm chữ E và ấn Enter. Thì máy yêu cầu là hạn xác định cái điểm đầu tiên thuộc cạnh, cái điểm đầu mút đầu tiên thuộc cạnh. Các bạn kích chuột và sau đó các bạn sẽ dò đến cái vị trí của phương nằm ngang, đến cái vị trí của phương nằm ngang hoặc là các bạn nhấn phím F8. Thì lúc này ấy, cái cạnh đấy nó chỉ có thể là theo cái phương là thẳng đứng hoặc là theo cái phương nằm ngang. Bây giờ các bạn hãy nhập là khoảng cách của cạnh là bằng 60 và ấn Enter. Như vậy là tôi có thể vẽ nhanh được cái hình này. Khi biết được cái kích thước của một cái cạnh. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ cái hình elip Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là ellipse và tên viết tắt của lệnh là để thực hiện cái lệnh vẽ elip ấy thì chúng ta cũng có ba cách cách đầu tiên là các bạn có thể gõ chữ l và ấn enter cách thứ hai là các bạn kích vào cái biểu tượng của lệnh vẽ elip đây là cái biểu tượng của lệnh vẽ elip và cách thứ ba là chúng ta vào draw và dùng chức năng là vẽ elip ở trong cái thanh menu dòng thế thì tôi sẽ sử dụng cái cách đầu tiên là các bạn gõ chữ l và ấn enter Lúc này ở cái dòng nhắc lệnh ấy sẽ hiển thị cho chúng ta như thế này. Các bạn biết là ở đây chúng ta có lệnh con 1, lệnh con 2 và lệnh con 3 đúng không? Thế ở cái lệnh con 1 này ấy thì sẽ chúng ta sẽ phải vẽ cái ellipse khi xác định cái cái điểm đầu mút của trục. Và lệnh con 1 và lệnh con 2 thì khá tương tự nhau, các bạn có thể tìm hiểu cái lệnh con 2. Thì tôi chỉ giới thiệu kỹ cho các bạn cái lệnh con 1 và cái lệnh con thứ 3. Thì đầu tiên là lệnh con một đấy, thì các bạn làm theo hướng dẫn của máy là các bạn kích vào một cái điểm để xác định cái điểm đầu mút của cái trục. Sau đó các bạn kích vào một cái điểm tiếp theo để xác định cái điểm đầu mút còn lại. Hoặc là các bạn có thể nhập cái khoảng cách của cái trục của elip cũng được. Trong trường hợp này tôi kích luôn. Và ở cái bước thứ hai thì chúng ta sẽ phải nhập cái nửa cái khoảng cách của cái trục còn lại nửa khoảng cách với trục còn lại Ở đây tôi có thể nhập là bằng 50 chẳng hạn và ấn Enter thì chúng ta sẽ có được cái ellipse như thế này. Chúng ta sẽ có được cái ellipse như thế này. Tôi nói lại. Chúng ta khi mà thực hiện cái lệnh con thứ nhất ấy, thì chúng ta sẽ phải xác định hai cái điểm là hai cái điểm đầu mút của một cái trục và xác định cái nửa cái cái trục còn lại khoảng cách của nửa cái trục còn lại thế còn khi mà thực hiện cái lệnh con thứ ba ấy thì chúng ta phải nhấn thêm chữ c và ấn enter đúng không thì lúc này chúng ta sẽ phải xác định cái tâm của elip trước sau đó chúng ta sẽ xác định một cái điểm đầu mút của một cái trục hoặc là các bạn nhập khoảng cách của bán trục ở đây cũng được. Thì tôi nhập khoảng cách cái bán trục là bằng 100 chẳng hạn. Ấn enter. Và các bạn sẽ phải nhập cái khoảng cách của bán trục còn lại. Khoảng cách bán trục còn lại hoặc là các bạn chỉ định cái điểm mà cái elip đi qua. Thì cái elip này, cái lệnh vẽ elip nó rất là đơn giản, rất là đơn giản. Nó chỉ có hai cái công cụ như thế thôi. Các bạn có thể tự thực hành thêm. Tiếp theo là lệnh vẽ đường cong, hay là vẽ cái đường bậc cao spline và tên tắt viết tắt của nó là SP. Đây là một số các cái đường cong mà tôi đã vẽ sẵn. Là một cái đường cong bất kỳ, nó sẽ đi qua các cái điểm mà đã được hiển thị là các cái nút màu xanh mà chúng ta sẽ xác định trước khi chúng ta vẽ và cái đường cong ấy thì trong rất là nhiều bài toán chúng ta hay dùng nó. Thứ nhất là đối với cái bài toán mà chúng ta vẽ các cái đồ thị khi biết trước được các cái điểm mà nó đi qua. Cái trường hợp thứ hai ấy, là chúng ta có thể vẽ cái đường cong mà trong cái các cái đường đồng mức. Ấy. Như trong cái đường đồng mức ấy thì tất cả các cái điểm mà thuộc cái đường cong kín như thế này thì nó có độ cao là bằng nhau. Thế thì đối với các môn học về địa hình hay là xây dựng vân vân thì chúng ta có thể vẽ các cái đường đồng mức giống như thế này hoặc là ở trong cơ khí ấy thì ứng dụng của đường cong là chúng ta sẽ phải chúng ta vẽ để nhằm là trong trường hợp là cái hình vẽ của chúng ta nó vượt quá khổ giấy hoặc là nếu mà vẽ theo tỷ lệ nguyên dạng thì cái nó không cần thiết hoặc là che lấp các cái phần khác của bản vẽ thì chúng ta sẽ rút gọn lại cái phần của chi tiết bằng cách là Chúng ta sử dụng các cái đường cong như thế này. Đây ta có một cái trục nó rất là dài. Nên tôi chỉ vẽ một cái hai cái đoạn của cái trục ở bên trái và bên phải và ở giữa tôi có hai cái đường cong. Thì đấy là một số ứng dụng trong trường hợp mà sử dụng cái đường là spline. Để thực hiện cái lệnh spline ấy thì các bạn cũng có ba cách. Đầu tiên là gõ sb và nhấn phím enter. Cách thứ hai là chúng ta kích vào cái biểu tượng và kích thích ba là chúng ta vào Draw. ro sau đó chúng ta nhấn vào supply thì dù thực hiện cách nào ấy thì chúng ta cũng có cái dòng nhắc lệnh như thế này thì các bạn sẽ kích chuột vào các cái điểm mà các bạn muốn cái đường cong của chúng ta đi ra đi qua Nó đến khi nào mà không muốn kích chuột nữa hoặc là muốn kết thúc cái đường cong này thì các bạn hãy nhấn 3 lần enter liên tiếp để kết thúc cái việc vẽ đường cong. Một lần enter, hai lần enter và ba lần enter. Và tôi nói lại. Khi mà thực hiện cái lệnh supply ấy thì các bạn hãy kích chuột vào các cái điểm mà nó đi qua. sau khi đã xác định được các điểm mà nó đi qua ấy thì chúng ta lại có một số các cái lựa chọn thêm vào như thế này. Trong đó cái lựa chọn close ấy là dùng để đóng cái đường cong lại. Ở đây tôi gõ chữ C và ấn Enter để đóng cái đường cong lại. Sau đó các bạn nhấn Enter một lần nữa để kết thúc cái lệnh đấy. Hoặc là cái trường hợp khác là các bạn có thể chọn cái chức năng là fit tolerance bằng cách là các bạn gõ nhấn phím F và ấn Enter. Thế thì khi chúng ta dùng chức năng fit tolerance đấy là làm cho cái đường cong đấy nó mượt hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ thay đổi cái cái con số ở trong chế độ fit tolerance. Thế nhưng mà khi chúng ta tăng cái cái con số chế độ trong cái fit tolerance đấy thì sẽ làm cho cái đường cong nó mượt hơn nhưng mà có thể nó sẽ không còn đi qua các cái điểm mà chúng ta đã chỉ định sẵn cho cái đường cong đấy. Thế chức năng này thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Thế còn tại sao chúng ta lại phải nhấn ba nút liên tiếp? Ba cái phím enter liên tiếp để kết thúc nó. Thì bởi vì là tại cái vị trí cuối cùng này thì máy sẽ yêu cầu chúng ta là hãy xác định cái đường thẳng mà cái đường cong tại cái vị trí đấy nó tiếp xúc tại vị trí đấy nó tiếp xúc. Khi chúng ta nhấn enter lần thứ nhất ấy thì nó sẽ thực hiện cái lệnh mặc nhiên là xác định cái điểm bắt đầu của cái đường thẳng. Tôi nhấn enter. Cái enter lần thứ hai ấy là hãy xác định cái điểm bắt đầu đấy. Điểm bắt đầu đấy Thế thì tôi nhấn Enter một lần nữa Để cái điểm bắt đầu đấy Chính là cái điểm cuối cùng này luôn Nhấn Enter Và Cái cuối cùng ấy Là máy yêu cầu là hãy xác định Cái điểm cuối cùng của cái đường thẳng Điểm cuối cùng của đường thẳng Mà tại vị trí cuối cùng của cái điểm này Để nó tiếp xúc Thế Tôi nhấn Enter một lần nữa Để cho cái điểm cuối cùng đấy Cũng trùng với cái điểm lúc nãy Tức là điểm cuối cùng của đường cong trùng với cái điểm bắt đầu của đường thẳng và trùng với cái điểm kết thúc của đường thẳng thì nó mới có thể kết thúc được cái lệnh supply này ví dụ như tôi muốn vẽ một cái đường cong supply mà đi qua 5 điểm như thế này 1, 2, 3, 4, 5 Thế thì để vẽ các cái điểm này ấy Đầu tiên để vẽ các cái điểm mà nó muốn đi qua ấy thì các bạn có thể dùng cái chức năng là lệnh vẽ point chức năng lệnh vẽ point thế thì khi mà các bạn dùng chức năng cái lệnh vẽ point ấy, thì các bạn sẽ kích chuột vào những cái điểm mà chúng ta mong muốn chúng ta mong muốn sau khi kích chuột xong ấy, thì các bạn nhấn EC để kết thúc lệnh Chúng ta cũng có thể cài đặt được các cái điểm này, hình dáng các điểm bằng cách là các bạn vào format Sau đấy các bạn chọn chế độ là boy style Thế thì đây là rất là nhiều các cái hình dạng của các cái điểm mà chúng ta có thể chọn Như trong trường hợp trên màn hình ấy, thì tôi chọn cái dạng điểm là dấu cộng Thì các bạn có thể thay đổi cái dạng điểm là dấu nhân Hoặc là hình tròn, hình vuông vân vân Tùy các bạn Và còn cái chức năng là boy size này là kích cỡ của cái điểm đấy Tuy nhiên bây giờ tôi tăng lên cho nó là bằng một chẳng hạn thế thì cái kích cỡ của nó sẽ phải tăng lên gấp đôi như này tôi làm lại nhé về tôi sẽ chọn là tăng lên là hai và nó ok đúng không ạ thế thì kích thước của các cái điểm dấu đấy nó sẽ tăng lên bây giờ cái đường cong của tôi nó sẽ đi qua các cái điểm này và tôi sẽ bắt vào các cái điểm này và cái điểm này là điểm cuối cùng và tôi muốn kết thúc lệnh thì các bạn hãy nhấn ba lần enter liên tiếp để kết thúc lệnh nếu mà không cần quan tâm đến cái việc là tại cái vị trí cuối cùng này thì cái điểm này nó sẽ tiếp xúc với cái đường thẳng nào điểm này sẽ tiếp xúc với cái đường thẳng nào còn trong trường hợp mà chúng ta muốn cái đường cong này nó tiếp xúc với cái đường thẳng màu đỏ như trên hình vẽ tại cái điểm tiếp xúc là cái điểm cuối cùng này thì các bạn hãy để ý một chút. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhấn Enter để chuyển sang cái trạng thái là xác định cái đường thẳng. Nhấn Enter lần thứ nhất. Sau đấy, cái điểm đầu tiên của cái đường thẳng là chính là cái điểm này đúng không? Các bạn kích chuột hoặc là nhấn Enter luôn. Còn cái điểm thứ hai của cái đường thẳng là điểm này. Các bạn kích chuột. Thì cái đường cong Sublime của chúng ta vừa mới vẽ nó đi qua 5 điểm được đánh thể hiện cái màu xanh như thế này. Và nó tiếp xúc với cái đường thẳng này, tại cái vị trí của cái điểm tiếp xúc là cái điểm cuối cùng này. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Lệnh vẽ cuối cùng mà chúng ta sẽ được học ở trong video này đấy chính là lệnh vẽ hình vành khăn, lệnh donut. Để thực hiện nó thì các bạn có thể gọi chữ DO và Enter. Thì lưu ý với các bạn là các cái ký hiệu tên viết tắt của các cái lệnh này là theo cái mặc định của máy, theo mặc định của máy. Thế thì chúng ta cũng có thể thay đổi cái tên viết tắt của cái lệnh để chúng ta thuận tiện trong quá trình ghi nhớ cũng như là là thực hiện nó. Thế thì để thực hiện cái việc là thay đổi cái tên viết tắt của lệnh ấy thì ở cái video tiếp theo ở các video sau ấy thì tôi sẽ nói rõ cụ thể cho các bạn. Tạm thời chúng ta vẫn sử dụng các cái tên viết tắt mặc định của của lệnh Quay trở về với cái lệnh vẽ hình vành khăn. Lệnh vẽ hình vành khăn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cụ thể về cái lệnh này. Chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh donut để vẽ hình vành khăn. Các bạn gõ chữ DO và nhấn Enter. Các bạn gõ chữ DO và nhấn Enter. Thế thì máy sẽ yêu cầu các bạn là hãy nhập cái cái đường kính bên trong của cái hình vành khăn. Tức là cái đường kính bé của cái hình vành khăn giả sử như tôi nhập cái đường kính bé của hình vành khăn là bằng 10 chẳng hạn, tôi có chữ 10 và ấn enter. Thế thì máy yêu cầu là hãy nhập cái đường kính ngoài của hình vành khăn. Tôi nhập là 40 chẳng hạn, ấn enter. Sau đó tôi sẽ kích chuột. Kích chuột. Tôi sẽ kích tại nhiều điểm để vẽ hình vành khăn. Và đến khi nào mà tôi không muốn vẽ nữa thì các bạn có thể nhấn ESC phím cách hoặc là Enter để kết thúc lệnh. Thế thì cái hình vành khăn mà chúng ta vẽ được đấy thì sẽ có cái bán kính bên trong là bằng 10, còn bán kính bên ngoài là bằng 50 giống như chúng ta đã nhập vào, đúng không? Thế còn cái hình vành khăn này ấy, thì cái phần giữa của hai cái vòng tròn nhỏ và vòng tròn tròn nó sẽ được tô đậm, nó sẽ được tô đậm. Thì cái hình vành khăn ấy thì chúng ta cũng có thể ứng dụng trong cái trường hợp là chúng ta đánh dấu các cái vị trí của các cái điểm trong các cái bản vẽ lắp. Giả sử như tôi có một cái bản vẽ lắp như thế này. Một cái bản vẽ lắp như thế này. Thì cái bản vẽ lắp là gồm có nhiều chi tiết đúng không? Và chúng ta phải đánh dấu chi tiết hay là đánh số chi tiết. Thì tại các cái vị trí của các cái điểm mà chúng ta chỉ vào chi tiết là một các cái điểm chấm như thế này điểm chấm như này. Thì để vẽ nhanh được các cái điểm chấm ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái lệnh đô nút. Trong trường hợp này ấy, tôi sẽ thực hiện cái lệnh đô tôi gọi chữ DO và ấn Enter. Thế thì bán kính bên trong của cái chấm này là bằng 0 đúng không? Các bạn gọi chữ 0 và ấn Enter. Và bán kính bên ngoài của cái điểm này thì các bạn có thể cho là 0.5 và 1 hoặc là 1, tôi cho là 1 và Enter. Sau đó các bạn kích chuột vào các cái điểm mà chúng ta mong muốn cái đường dẫn và chỉ vào các cái chi tiết ấn ESC để kết thúc lệnh thì đấy cũng là một cái mẹo mà để chúng ta vẽ các cái điểm mà nó có kích thước lớn có kích thước lớn như thế này như vậy tôi đã kết thúc những nội dung cần trình bày ở trong cái video số 5 này bài tập về nhà ấy là các bạn có thể làm hết được các cái bài tập thực hành số 1 bài tập thực hành số 2 và một số bài tập thực hành số 3 đó là bài 3.1, 3.2 và 3.3. Thế thì có vấn đề gì mà các bạn còn chưa rõ hoặc là có khó khăn gì trong quá trình làm bài tập ấy, thì các bạn hãy để comment ở phía dưới và tôi sẽ trực tiếp để giúp các bạn. Các bạn cũng đăng ký kênh Học viện Youtube để xem được nhiều video bổ ích khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và xin gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo